ពេលជិតពីឆ្នាំមកហើយដែលវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់អាចដោះស្រាយរោគច្រកចេញបាននោះខណៈបញ្ហាចាក់ស្រេះដោះមិនចេញក៏កំពុងតែបង្ហាញសញ្ញាពីការដើរថយក្រោយផងដែរទោះយ៉ាងណាទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងទាំងក្នុងតំបន់របស់យើងនៅតែបន្តជួយជ្រោមជ្រែងរោគដំណោះស្រាយក្នុងវិបត្តិអូសបន្លាយមួយនេះហើយជាក់ស្ដែងការពីថ្ងៃពុធក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីវជាតិបានទាមទារឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន
đây ông pi bị bắt nâng miền mà đấy có bán tranh tờ châu rúm cách bị trú dụ bò krai plei ca mũi đã ở điệp chòm láng đòi bảo tế thái nơi ngay tìm một phây bí khai thân nụ phong đại. Cả bị ngay bốt tìm một phây mùi khai thân nụ, cổng bật xa xanh tế sốc ông ca xã hạ bởi chiếc bán ăn ở mắt đồng nó xa mùi chùm nuôn tờ lưu bị bắt nâng bảo tế miền mà. Đại này cứ chiếc đồng nó xa lưu đồng bồn hỏi khăn nông rồi dựa bên chất sự buôn chân nằm trong krai. Đại cổng bật xa xanh tế sốc rồi bỏ dụ ảnh nâng bán ăn ở mắt lại. Đồng nó xảy ra cứ tiêm tiêu ở Myanmar bằng chập ông phương hàng xá. Chúng rối nhỏ ở bộ dụ thị đọc lên nhạc tốt nữ dụ bài tiền ở thầm đóng. Rốn tiếng mê đặc nôm đại trợ bàn bằng đánh tranh bị ông này nó cứ lục xảy ông sang xù chi. Lục xảy Barbara Woodward đã chí ai ạc kê ở rốt tư tút chạc ra phục ông lê bà chăm nợ ông ca sạp chi chết bàn thả lãnh. Bởi tốt bị cáp bóch nào từ lưu sẽ đầy xâm rách để bàn priêng láng đòi Amrik luôn ánh dạng đồ chân này thả. Thái này, bộ dương xuống phía xa tại căn mê đặc nôm dụ thị Myanmar. Đồng nó sẽ ra để bạn đã tránh trở tay ăn ở vốt ở bàn bình linh, đòi miễn phép sẽ từ lời. Dương có số phía xa chắc bắt tất cả bà chia chôn phù mìa đại thá, bộ dương nâng nơi tin đi, hỏi cùng phương tệ phương ca nghĩa cho lối tốp tên nâng sử thị, các đầy bà thân á nâng phò bà giáo cho rộ bọc bà chia chôn Myanmar tu tiền bà tế. Cho bà cua chùm riêng thá, khăn ông chùm nông xùm lên bì xa mà chắc tiền ả chân trái, nâng mân ả chân trái, rộ bọc cổng bạc xa xong tệ sọc ông ca xa phía chết sở rộp chùm nôn đọc rắm, rô xì, chân nâng ấn đía, bán bọc nọt ả nụ bảo Việt. Khả đã đọc bí bà tế phê xe tiết bán bọc nọt gồm trộn. Trong vĩnh bà nhà nâng Myanmar đi đáy, phía kỳ Campuchia, ai đọc bà sổ khốn, nông niêm chi bà sát bí xe bà thiên ả diễn sẽ đầy ổng bí Myanmar. Bán tờ châu rùm, nông cách bí cửa dụng bò krai plei ca mũi, tố tự tam ca ảnh chướng nâng riêp trong lãng đòi phía kỳ Thái, ca bí thái tìm một phẩy bí khai thân nụ. Nhi bà tam sẽ đầy bà các bò đầm biên ở bò krai xuống ca bò tế Campuchia để bán tranh sai nở bà thái đòi đáy nụ. Sẽ đây bác 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 mình đòi lại đăng kiệt thá, cách bác chung kèo phơi ca mùi ní, rùm phân thá, miễn ca bị phía xa đòi trăng tư trăng mốc, nơi lươi một chút bài bồn lươn vốn tên áp hiếp, ca ăn vót đồng nọ sài chứ ai cái chan tiền pram chống nội, đây là diện thơ lọc bàn đã tránh xâm rắp miền mà. Lúc em sau văn ra, sát sát ra cha phần này bị chết xa nơi dù bái, nâng chỉ nẹ tam đàn bà nhà hàn ở miền mà mơ khơi thá, ca đàm ở riêng châm ở bà thái, à chỉ cả lỗ, lỗ xâm rắp vị bắt đai bần tổ âu bần lái. Có bản thái, vì trở thể tiêm tiêu ở miền cao dô sở bị phía kỳ xa mạch chất ả diên tiệm ọc bóng đáy xâm rắp cách bà chung kèo kèo phơi ca mùi ni. Tớp đồng nó sài nà mùi ạ dọc chì ca bán sở bế đáy vị bắt đầu smoke smoke mùi ni hạ mình bán bóng hành vì vô tàn nạp hiệp lối ông lông bế đáy Campuchia rồi bỏ dưỡng thư chí bỏ thiên ả diên. Tôi dân ná xâm rắp tế xa nạ rô bò lô em xô văn nà ra bỏ tế thay có mình miền ạ tì bôl bản mạng đáy tớ lỡ cả đó sài vị bắt nơi miền má. Đại hệ thà rõ thà bị bà thay bà chờ bọn nâng có mệnh khó khăn nếp bàn mà đáy bị rõ bọc sạc phù mía đáy sốt tại bà đàm chênh đồng bốn nâng bị rõt bà hạ đòi dù thịa. Tôi mộc vánh lộn miên chùm nưa chất lưu Indonesia. Indonesia đã nâng phương chìa bà thiên Ả diên nơi chân nằm cỏi ní. Đại hệ thà Indonesia lộp tổ tuộc bán chục chế lưu ca đo sài vị bắt khăn nông đồng bọn chìa tràn. Dương tất đạp bà sát rõ bọc lộn em sô văn ra ខ្ញុំគិតថាថៃក៏មានឥទ្ធិពលអីខ្លាំងដែរថ្មីបើថៃមានជាប់ព្រំដែនជាមួយភូមិមានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែថៃក៏អត់មានឥទ្ធិពលអីទៅដោះស្រាយបញ្ហាភូមិមានបានដែរដោយសារតែគាត់ថាមកថៃហ្នឹងត្រូវបានអន្តរជាតិមើលថាខ្វះតម្លាភាពទីការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យព្រោះរបបយោធាថៃហ្នឹងគឺចេញមកពីតាំងពីឆ្នាំ2009ចេញពីការឡើងដោយរដ្ឋបហាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពេញលេខខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើឥណ្ឌូនេស៊ីច្រើនព្រ
កម្ពុជាកាលណានេះជួបវិបត្តិយើងមានដំណោះស្រាយច្រើនបើមិនកែសម្រួលហ្នឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទាំងប៉ារីសហ្នឹងគឺចាញ់ពីឥណ្ឌូនេស៊ីជាមហាសហភាពមួយដែរហើយឥណ្ឌូនេស៊ីតែងតែដើរតួនាទីសំខាន់អញ្ចឹងនៅពេលឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាប្រទេសអាស៊ានខ្ញុំមានជំនឿមានសង្ឃឹមច្រើនជាងនៅក្នុងការកែហៅថាដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសបញ្ហាភូមិមាបកសម្បត្តិសូមជម្រាបដែរថាដោយទទួលភារកិច្ច
យនិងបន្តដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបន្តដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ។